Dạ. Ngon quá anh. Ngon không? Mà anh công nhận nha, giờ anh đúng khéo chọn nha. Em mua cái sản phẩm gì á mà nó vừa khỏe mà bữa giờ anh ăn á, anh thấy anh mạnh hơn rồi đó. Chị ráng ăn nhiều nhiều nhé. Dạ nghe. Dạ em tới liền. Em một công ty có việc hả? Nhưng bữa nay ngày nghỉ của em mà. Tại cái này là hợp đồng quan trọng nên bây giờ phải đi thôi. Thôi mẹ đừng có buồn, ăn yến đi, tối về em buồn cho. Mẹ nói nè, em ráng nha, chừng vài tháng nữa anh kiếm được tiền nhiều á, anh sẽ lo lắng cho em đỡ vất vả hơn. Em biết rồi. Mày cẩn thận nha. Cái gì ngủ sớm đi nha. Em đi tiếp nha. Em chào anh ký giùm em cái hợp đồng này nha. Nếu như cái hợp đồng này mà thành công á, anh sẽ thưởng thêm cho em. Dạ em cảm ơn anh. Một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như em mà cứ làm ở cái vị trí nhân viên quèn này, anh thấy thật là vi phạm đó. Ý của anh là sao nhỉ? Là chỉ cần em có bệ đỡ á thì việc lên chức trưởng phòng á không có khăn gì đâu. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Buông. Em nói em nghe nè, chỉ cần á em đồng ý làm con gái anh thì việc thăng tiến của em, sự nghiệp tương lai em thật là rực rỡ. Tôi không cần, tôi chỉ cần lần sau anh cẩn trọng lại chút, còn không tôi sẽ nói cho mọi người biết. Người ta biết thì sao, ai làm gì được anh nè. Đúng mà. Phan đã, anh muốn hỏi em, có phải là bạn trai em á đang cần tiền để khởi nghiệp đúng hay không? Sao anh biết? Làm sao anh không biết được, cậu ta đi khắp nơi để kêu gọi đầu tư nhưng chẳng có một ai đầu tư cho cậu ta cả. Nếu như em đồng ý ngủ với anh một đêm thì anh sẽ đầu tư cho cậu ta 1 tỷ. Anh thấy sao? Anh nói thật sao? Anh nói thật. Mỗi lần nhìn thấy em á là anh lại nhớ đến hình dáng người vợ quá cố của anh. Nếu như em đồng ý á, tương lai của em và cả bạn trai em nữa sẽ được thay đổi hoàn toàn. Để tôi suy nghĩ lại đó. Chắc chắn từ nay em sẽ là của anh thôi. Sao anh cần tiền khởi nghiệp mà không nói với em? Anh sao anh biết chuyện đó? Anh trả lời em trước đi. Anh xin lỗi, tại anh không muốn làm cho em lo lắng thôi. Vậy anh có chắc chắn là thành công không? Thành công cho em. Nếu bây giờ nha, anh được đầu tư 1 tỷ á, anh bảo đảm cho em, đâu chỉ vào đó anh sẽ thành công. Mà thôi, anh ngủ trước nha. Cuối cùng cũng đã thông số và hai em. Ngồi xuống đi em. Em yên tâm đi, em nhẹ nhàng lắm. Em có sướng thôi à.
Ông nhớ giữ lời hứa với tôi đó. Anh hứa mà. Nghe lời anh đi. Đây á, cuộc sống em sẽ hoàn toàn được thay đổi. Tôi suy nghĩ lại rồi, không có làm được. Đã vô đây rồi, không được thì nữa em. Nghe tôi nghĩ ông á, ông tha cho tôi đi. Anh thề, hôm nay mà bạn thật được em á. Cho ông biết nha, mấy lâu nay á, tôi theo dõi ông từ lâu rồi. Ông chuyên gia ăn hiếp bắt nạt với những người con gái á, mới vô công ty. Bây giờ ông chỉ bị ra hồng coi là vừa. Tôi báo cho công an biết hết rồi đó. Mày hay lắm. Đồ đây, tao sẽ cho hai đứa mày á, không nốc đọc được. Ông hôm nay, ông lo cho bản thân mình xong chưa? Mà nó không nghe ai nữa. Chuẩn bị ra hồng coi đi. Tôi không có giữ mặt với ông đâu. Yeah.